Vâng, Dũng Thơm TV xin chào tất cả đại gia đình. Bữa nay Dũng Thơm lại đến chùa Tất Prey lần thứ hai. Chùa Tất Prey tọa lạc tại ấp 5, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đó mọi người. Bữa nay Dũng Thơm lại quay tiếp cho mọi người xem chiếc ghe ngô đang đóng mới. Chiếc ghe ngô này là cũng từng đoạt chức chủ tịch năm 2012 đó mọi người. Do mấy năm nay ghe cũng đã xuống cấp cũ rồi, không còn tham gia khoảng 2 năm nay rồi. Vậy Dũng Thơm cũng xin mời tất cả đại gia đình mình đi xem cùng Dũng Thơm TV một vòng nha. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời mọi người đi xem chiếc ghe ngô mới của mình nha. Đây là khu công viên chùa nè mọi người, cũng rất là đẹp luôn, thoáng mát rộng rãi lắm mọi người. Còn đây là sau lưng mình là chiếc chánh điện mới đây mọi người, chúng đang xây dựng đó, quá đẹp luôn. Vậy xin cảm ơn mọi người rất nhiều để xem ủng hộ kênh Dũng Thơm TV. Nếu thấy hay nhớ đăng ký một like, một share cho Dũng Thơm TV nhé. Dũng Thơm TV xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Mời mời. Đa tin nó lạnh liệp hiếu của còn nó nã vô món ra nó luôn về cái xây ở lại nghe hậu giáng nó lại hữu lợi ha, nó liêu hữu hiệp à, lẽ lẽ sẽ phen hậu giáng cho nó kiên giáng nè tàu á, bà nó bà liêu hiệp, bà nó chưa chọn đó. Cái đá dân tin mới chua trang bo mấy cái ta đó là cái mạo nổi bao tròn gọi nổi mà nổi như đang tôi chua cái ngõ nổi năm chục kết thúc cỡ 500 cỡ đúng ha. Ngọn hạt ngọn ấy nhưng cái tâm hội hai sức lên nó hội không đâu chứ về nâu chuyên chở nó mà nó phát sinh chuyên nó chở mà cái đá này nằm đây đựng xa đó không nên dậu bên đây sao đá màu châu lươn lươn chọp nó có một chân mình đấy còn một chân một anh ấy buồn hôn buồn cái đá học bạm. À, còn anh ấy là tầm 7 tắc rưỡi rồi. Mà con? Mà con. Mà con thì bơ tắc lạ. Bơ tắc lạ có hình đoàn 7. À. Còn cá đá, cá đá thì buôn. À, lá này cái thanh tái thứ 7 anh thứ 5 bơ lạ. Tam rồi, vừa bó rồi chứ anh. Tinh tinh tinh. Tại lẩu rồi hơi chùa và hơi bó lý đấy, vừa bó ông mà kiểu chô đi càng lông á, bó lý, vừa bó mạnh quen đi cảm ơn á. Anh nói bó chầm te đi cảm ơn đi nè. Mình đang bo mà chầm hô ó bo thằng mua cộm khuyết đi nó tôi bằng cái chạp tí nông tạng hên tấu bách mấy chốt nên chốt cái này đâu cũng chốt chốt chúng tao thôi mà đỡ nó dân nông khách á sạch sạch không đỡ ra. Cái nồi nãy mấy cái điều này thôi mấy. Chắc là chụp tiếng nó một lần. Đâm nó hao vô này, đâm ấy đó. Vô nó đâm bạt vậy đâm vô ngã đó. Mình đứng đấy. Nhà bạt vậy à nên chắc chắn đâm cái đứa mấy cha tụi bỏ nó cái bỏ thì tụi cầm. Cầm đầu của nó nó ta xây nó cái vô mà thương rừng, bánh thương rừng. À, về. Muốn đó, rừng. Cây làm để đầu ghe nè mọi người. Đang phơi á, nha, có cái độ công hậu là làm đầu ghe đó mọi người, quá đẹp luôn. Sục mập thơ cái bà tu. Sục mập thơ cái bà tu có sát á. Mấy anh tùm nịt với con sạp. Dán nhảy đó mọi người.
quá đẹp luôn à. Năm phần nữa mà rất là dáng nhảy, cái lên hai miếng nữa là coi như là muốn hoàn thành một chiếc ghe đó mọi người. Hôm nay cũng hỏi sư được một chút về cái phần ghe nó giá cả rồi mọi người, quá đẹp luôn, không có một dấu vết luôn. Chạy ghe này về xong cái bên đây luôn đó, đưa xuống cái là mất sức mất đó, mọi người thấy xong không đó, quá rộng luôn, vợt thoải mái luôn, cũng cả 100 mét bề ngang luôn. Cái ổ ghe cái bên này luôn đó, khoảng cách cái đường 6-7 mét đó. Có một chút là bắt đầu quay đầu là đẩy xuống là coi như vợt thoải mái luôn. Dán nhảy đó mọi người thấy không, quá đẹp luôn, năm phần đó mọi người, bàm hôn nó vậy ta ra học. Chùa này rất đẹp luôn, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn, mới ngồi chùa kiến trúc các bạn ơi. Không rồi mọi người thấy không, kiến trúc quá đẹp luôn, ngôi chùa cầm phong mình chơi tật phải đó mọi người. Cả ba là gì ta, hiện nay cả ba làm sai á, quá đẹp luôn chiếc kia này mọi người, không có một dấu sấy luôn đó, mọi người thấy không có một dấu sấy luôn. Quay kỹ cho mọi người xem, quá đẹp luôn không. Không có một dấu sấy luôn mọi người thấy không, giá quá đẹp luôn, dáng này quá đẹp luôn. Đà sao thế vậy ta, men cái dậu tích bị mục đó, cỏ bị xay ra đó, nó bao lắm. Men cái dậu nói người ta muốn bị lơ bị cỏ mới men cái dậu luôn. Không có một dấu sấy luôn đó mọi người. Xem phần đá dưới này ha, không có một dấu sấy luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn đó mọi người. Mình xay tuốt cái gì ta, mình xay á. Này là phần lái mọi người, đầu nó hơi thấp hơn một chút. Quá. Đó, cần câu cũng có sẵn một cặp luôn đó mọi người. Thấy không? Con câu này cũng như ý luôn đó mọi người. Một cây trước, một cây sau. Người ta gọi là đòn bẩy đó mọi người, nó nằm chính giữa cái thân ghe luôn đó. Để lấy cái nhịp ghe đó mọi người. Mọi người thấy không? Quá đẹp luôn mọi người, một cặp rồi. Quá ok luôn. Quá đẹp luôn mọi người. Vâng, Vũng Thơm TV xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh Vũng Thơm TV. Vũng Thơm TV cũng xin chúc tất cả mọi người luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, bình an, vạn sự như ý. Để theo dõi kênh Vũng Thơm TV, mọi người nhớ cho một like và đăng ký để Vũng Thơm cố gắng đi quay cho nhiều chùa có ghe mới và chùa đang xây dựng mới đó cho mọi người cùng xem. Bạn đang cầm phong tâm TV xôm ở quân bằng quân hiệu kết dụ thằng ổn lưu bình đa xung cung YouTube và Facebook nông cao YouTube và Facebook tôi ủng hộ mọi kênh cầm phong thông TV cầm phong thông TV nâng quân quân lại ổn tạm vọt này nè đại mẹn tu cũng chôn bằng bốn mẹ mình dân tế sản á thằng ổn nè đô chơi vọt ra cầm phong tài co sang thăm mây. Bạn đang cầm phong thông chôn TV và xôm chôn bôi bằng bốn hiệu kết dụ thằng ổn nè sọc sở rây mừng cơ.